ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Minh Tê, 28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, do liên quan vụ án sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 28 tháng 9, Công an huyện An Phú báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang sau khi phát hiện ông Nguyễn Văn Trường Hợp, 51 tuổi, ngụ huyện An Phú, nằm chết đoạn đường dẫn lên cầu Long Bình, thuộc huyện An Phú với nhiều vết đâm trên cơ thể. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối cùng ngày cảnh sát bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Tê khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở huyện An Phú. Tại cơ quan điều tra, một thời gian dài nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, tung ra những chứng cứ ngoại phạm nhằm đối phó với cảnh sát. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và vật chứng thu được trong quá trình điều tra truy xét, nghi phạm đã thừa nhận hành vi gây án. Bước đầu, nghi phạm khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm ở khu vực chợ Đồng Kỳ để sát hại và cướp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 9, Tê đeo khẩu trang và mang theo dao đi bộ đến khu vực chợ Đồng Kỳ rồi kêu ông Nguyễn Văn Tê chở đến cầu Long Bình. Khi tài xế xe ôm chở Tê đến khu vực vắng người tại đường dẫn lên cầu Long Bình, thuộc huyện An Phú, thì hung thủ yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng, Tê ngồi phía sau dùng dao đâm hàng chục nhát vào người tài xế khiến nạn nhân bỏ chạy. Tê tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào người làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Lúc này, có nhiều ánh đèn xe gắn máy chạy đến nên Tê sợ bị phát hiện và bỏ chạy chưa kịp lấy tài sản của bị hại. Trên đường tẩu thoát, Tê vứt bỏ hung khí, cởi bỏ quần áo lúc gây án nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an.